đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Furnibuy. Hôm nay, mình xuất hiện cùng với một bộ ghế sofa vang nhỏ gọn dành cho phòng khách chung cư hay nhà phố có diện tích khoảng trên 20m². Hãy theo dõi video này để đón xem nó là mẫu sofa nào và nó có phù hợp với không gian phòng khách của nhà mình hay không. Như bạn có thể thấy, sản phẩm được trưng bày tại đây đó là một chiếc ghế sofa vang gồm 3 module kết hợp cùng với một chiếc đôn thông minh. Bộ sản phẩm này đang có mã là FB231001 và có giá bán niêm yết tại hệ thống cửa hàng của Furnibuy với mức giá chỉ 6.700.000. Đầu tiên, khi xét về mặt chi phí thì với mức giá này, đây là một mức giá rất phù hợp cho nhiều gia đình có thể sở hữu chúng ngay lập tức. Thứ hai, với kích thước của bộ ghế sofa, đạt tiêu chuẩn, đó là chiều dài là 2m, chiều rộng là 80, chiều cao tổng thể là 90, lòng sâu của ghế là 55, khoảng cách từ mặt sàn lên vị trí mình ngồi là 40. Chiếc đôn thông minh này có kích thước là 60x80. Với kích thước của bộ sofa này, bạn sẽ không tốn quá 2m² là có thể kê chúng trong không gian phòng khách của mình. Đặc biệt, sản phẩm được thiết kế với phần lưng tựa thẳng và phẳng. Bạn hãy kê chúng vào sát tường để tiết kiệm diện tích một cách tối đa nhất. Vậy, với kích thước như thế này thì đã phù hợp với không gian phòng khách của nhà bạn hay chưa? Nếu chưa, có thể ghé thăm đến dịch vụ thiết kế sofa theo yêu cầu của Furnibuy. Tại đây, chúng tôi nhận dịch vụ đóng ghế sofa theo yêu cầu với chi phí vô cùng ưu đãi, cũng như thời gian đóng ghế sofa theo yêu cầu chỉ từ 3 đến 5 ngày. Bạn có thể tùy chỉnh thay đổi kích thước, màu sắc hay chất liệu hoặc bất cứ việc gì mà bạn muốn khi đến với Furnibuy. Tiếp theo, mình sẽ trải nghiệm về bộ sản phẩm này để bạn thấy được những tính năng ưu việt của chúng mang lại. Trước tiên, mình sẽ ngồi và cảm nhận về bộ sản phẩm này. Một cảm giác khi mình ngồi trên bộ ghế sofa này, đó chính là sự thoải mái và rất là dễ chịu. Với bộ khi mà mình ngồi trên bộ ghế sofa này, mình cảm thấy chúng có một độ êm ái vừa phải, không quá êm mà cũng không quá cứng. Nếu trong gia đình nhà bạn có những người có bệnh nền về xương khớp hay là những người lớn tuổi thì sản phẩm này là một trong những sự lựa chọn dành cho bạn. Bạn có thể sở hữu mẫu sản phẩm này để dành tặng cho những người thân để thể hiện tình cảm và quan tâm của mình. Tại sao mình lại nói như vậy? Khi mình ngồi trên bộ ghế sofa, mình cảm thấy chúng êm vừa phải. Với độ êm như thế này sẽ giúp cho những người già hay người lớn tuổi khi ngồi hay đứng lên hay nằm xuống ở trên ghế sofa sẽ cảm thấy thoải mái. Đặc biệt, đối với những người có bệnh nền về xương khớp thì việc ngồi hay nằm ở trên ghế sofa, việc sống lưng của bạn cũng sẽ được giữ thẳng, đảm bảo cho sức khỏe hơn. Hay trong gia đình của nhà bạn có những thành viên to cao thì việc ngồi ở trên ghế sofa này cũng sẽ rất là thoải mái. Như bạn có thể thấy, với thân hình như mình có chiều cao là 1m6, cân nặng là 50 cân, mà mình ngồi trên bộ ghế sofa này mình còn cảm thấy chúng rất là rộng, thừa rất là nhiều. Vậy nên việc bạn ngồi trên ghế sofa cũng rất là thoải mái và dễ chịu. Mình sẽ tựa lưng vào đây. Với phần lưng tựa được thiết kế khá là thẳng, ở giữa lại được may rút. Và chính cái điều may rút này đã giúp cho mình khi tựa lưng vào là mình đã cảm thấy chúng được dễ chịu hơn và thoáng mát hơn. Thay vì việc thiết kế những phần lưng tựa phồng và dày dạn, thì sản phẩm được thiết kế phần lưng tựa và nệm ngồi tách rời và có khóa kéo. Với kiểu thiết kế lưng tựa nệm ngồi tách rời này sẽ giúp bạn vệ sinh sofa nỉ tại nhà một cách đơn giản và nhanh chóng. Đặc biệt là khi lũ trẻ của bạn có ăn hay làm rơi phải đồ uống, đồ ăn ở trên ghế sofa thì việc khó khăn nhất của bạn chính là vệ sinh các góc cạnh của ghế sofa. Với kiểu thiết kế này, bạn có thể dễ dàng tháo rời từng bộ phận của chúng ra để tự vệ sinh sofa với thời gian vô cùng nhanh. Nhưng lưu ý, bạn hãy cho lớp vỏ bọc nỉ này vào một chiếc túi để đảm bảo tuổi thọ của nỉ đấy hơn. Không chỉ vậy, bạn cũng có thể tận dụng phần lưng tựa
đặt hơi nghiêng mình một chút và có thể nằm theo chiều dài của ghế sofa rất là thoải mái. Bởi vì phần tay vịn của ghế được thiết kế liền, đặc biệt chúng có độ cao là 60cm. Bạn sẽ không nằm trực tiếp được trên ghế sofa, mà với độ cao này chỉ phù hợp để bạn để tay mà thôi. Tuy nhiên, bạn có thể tận dụng với phần lưng ghế đặt ra giống như mình vừa làm ở nãy và có thể tận hưởng sự thoải mái và dễ chịu trên chính bộ bàn ghế phòng khách của mình. Với một bộ ghế sofa băng, bạn sẽ không có vị trí để có thể ngồi và duỗi dài chân tạo ra tư thế thoải mái giống như những bộ sofa góc chữ L. Chính vì vậy, Furnierby có thiết kế thêm với một chiếc đôn thông minh nhỏ gọn. Với chiếc đôn thông minh này, chúng có rất nhiều tính năng ưu việt. Thứ nhất, nó có thể giúp bạn tăng thêm vị trí ngồi ở trên ghế sofa hay khi gia đình có khách. Thứ hai, bạn có thể tận dụng chúng thành những chiếc ghế để ở bên kệ để giày. Bạn có thể ngồi và xỏ chân vào rất là lịch sự và thoải mái. Thứ ba, điều mà bạn quan tâm nhất đó chính là với chiếc đôn thông minh này, bạn có thể biến một bộ sofa văng thành một bộ sofa góc chữ L di động. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng kéo chiếc đôn thông minh này sát với chiếc ghế văng để tạo ra một tư thế thoải mái và ngồi duỗi chân ra để tận hưởng sự thoải mái và xem những bộ phim dài tập mà mình yêu thích. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh góc cạnh từ bên trái sang bên phải hoặc ngược lại. Vậy là bạn có thể kê vào bất cứ vị trí nào trong không gian phòng khách của bạn mà không phải lo đến góc cạnh của ghế sofa. Đây quả là một điều rất tuyệt vời. Khi mình ngồi trên bộ ghế sofa này, mình còn cảm nhận được sự chắc chắn của bộ sản phẩm này mang lại. Và mình tin rằng với một bộ ghế sofa này thì 3 đến 4 người ngồi trên chiều dài của ghế sofa văng này sẽ rất là được đảm bảo. Bởi toàn bộ bên trong của ghế được sử dụng bằng gỗ tự nhiên đã được xử lý bằng công nghệ để đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình cả nhà sử dụng. Kể cả phần tay vịn này cũng thế, đều được bằng khung gỗ hết, đảm bảo được sự chắc chắn khi bạn sử dụng ghế sofa. Khi mà mình ngồi trên bộ ghế sofa này, mình còn cảm thấy chúng khá là thoáng mát, rất là dễ chịu. Bởi bên ngoài sản phẩm sử dụng lớp vỏ bọc nỉ nhập khẩu. Ưu điểm của chất liệu vỏ bọc nỉ đó chính là thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Nó giống như một chiếc máy biến nhiệt vậy. Quả thực là một sự lựa chọn rất tuyệt vời dành cho những đối tượng trẻ hiện nay. Trên đây, mình đã giới thiệu đến bạn về mẫu sofa FB231001. Nếu bạn muốn sở hữu sản phẩm này, có thể ghé qua các hệ thống showroom của Furnierby trên toàn quốc để được trực tiếp ngồi cũng như các chuyên viên tư vấn của Furnierby sẽ tư vấn bạn một cách cụ thể hơn. Hay bạn cũng có thể đặt mua online một cách nhanh nhất bằng việc comment ngay dưới video này hoặc truy cập vào website furnierby.com và đặt mua trực tiếp ở trên website của chúng tôi. Đừng quên like và đăng ký kênh của Furnierby để theo dõi nhiều video bổ ích hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.